Mới đây, Lý Gia Kỳ đã đăng tải hình ảnh ghi hình cho một show truyền hình sau thời gian dài nghỉ lễ. Còn bảo người hâm mộ đoán đây là show truyền hình nào. Vì đáng nói, trong ảnh ngoài Lý Gia Kỳ còn có sự xuất hiện của Song Luân và Đức Phúc, Minh Tú. Số mẫu đang được đồn đoán là thay thế cho Hương Giang tại show Người Ấy Là Ai. Chụp ảnh của Lý Gia Kỳ khiến Nielsen suy đoán có lẽ cả 4 người đang ghi hình cho show Người Ấy Là Ai mùa 4. Theo format của chương trình từ trước đến nay, ngoài cố vấn, MC, vị trí khách mời đều có 2-3 nghệ sĩ đến tư vấn cho nữ chính lựa chọn đúng cực phẩm đời mình. Nếu suy đoán của netizen là chính xác, Minh Tú đã thật sự thay thế Hương Giang ngồi ghế nóng show Hẹn Hò Đình Đám. Còn nhớ trước đó không lâu, dưới một bài đăng người mẫu Lê Thúy khen ngợi tài kinh doanh của Hương Giang, đáp lại hoa hậu chia sẻ, sắp tới không bon chen cuộc đời, âm thầm lui về sản xuất kinh doanh bá ơi. Nhưng người hâm mộ cho rằng đây là hai từ nàng hậu khi sắp tới sẽ không xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình mà lui về hoạt động kinh doanh là chủ yếu. Dù ekip chương trình chưa lên tiếng xác nhận và cả người trong cuộc cũng không hề đã động đến thông tin này. Tuy nhiên, với một bình luận từ Hương Giang và hình ảnh Lý Nhã Kỳ chia sẻ, netizen tin rằng tin đồn hoa hậu rời show Hẹn Hò Đình Đám là có thật.